thầm, lặng lẽ. Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10. Đã hơn 23 năm thành lập, tổ từ thiện nơi đây đã cống hiến rất là nhiều công sức, tài vật giúp đỡ cho các bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Trong lúc mọi người còn êm đềm trong giấc ngủ, nhân viên của tổ đã thức dậy bắt tay vào việc. Người thì nấu cơm, nấu cháo, người thì sắt gọt chuẩn bị cho bữa ăn sáng và nước uống cho các bệnh nhân nơi đây. Tổ chúng tôi được 10 tổ, mỗi tổ khoảng 10 người, 7 người có, 12 người có, thì phục vụ mỗi tổ trực bình lễ và đổi tổ khác. Về cái mặt an ninh thì thông qua cái lãnh đạo bệnh viện chứng cho phép nhân viên đến trực, và cũng có đến thông qua công an thị trấn cũng hỗ trợ cho tổ. Các món ăn được chế biến thành món chay và luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dùng. Thời gian cấp cơm, cháo, nước được sắp xếp sao cho phù hợp với hoàn cảnh của người bệnh. Sáng thì 5 giờ phát cháo, nước nóng thì phát suốt ngày. Cơm sáng thì phát lúc 9 giờ, cơm chiều thì phát lúc 15 giờ. Tuy có hơi vất vả, nhưng với tinh thần thương người như thể thương thân, các thành viên trong tổ vẫn vui vẻ và nhiệt tình với công việc. Thấy được việc làm thiết thực đó, nhiều mạnh thường quân đã chung tay quyên góp. Người thì giúp gạo, giúp tiền, người thì giúp thực phẩm phục vụ trong những bữa ăn. Nhờ làm tốt công tác thu chi rõ ràng, minh bạch cũng như là thấu được việc làm lợi ích trên, nên có nhiều người cùng chung tay, kẻ thì góp công, người thì giúp của, cùng nhau giúp cho tổ phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Bà con đi nuôi bệnh cũng vui mừng khi có tổ từ thiện giúp đỡ, sẽ chia những khó khăn trong lúc ốm đau. Tôi thì Nguyễn Văn Tùng, nuôi bệnh nuôi vợ ở bệnh viện Tháp 10. Tới đây thì mình xin cơm từ thiện, thì nói chung là từ thiện đây là những người từ thiện rất tốt, không có cái phiền nàn, mà cho cơm cho bệnh nhân là rất vui vẻ, hòa đồng với nhau, rất phục vụ rất tốt. Rồi vệ sinh rất kỹ lưỡng, sạch sẽ, chứ không có cái gì mà để ô nhiễm hết. Tại vì cái khổ của dân là nhiều khi cái người nghèo không có tiền, hay là cái khổ khó khăn không có nấu nướng, một cái thứ hai nữa tiền bạc không có, hơi thiếu kém, thì cũng nhờ từ thiện này rất lớn. Tại vì từ thiện là ta làm rất kỹ lưỡng, ta vui vẻ, ta cho nhiều đồ ăn, rất là làm vừa ăn cho bệnh nhân, không bệnh nhân không có phiền nàn, để bệnh nhân cho hết bệnh bệnh nhân. Từ thiện từ cái chỗ mà đó người ta cũng cảm ơn cái chỗ từ thiện này rất nhiều. Chay nhưng cũng giúp một phần không nhỏ cho người bệnh trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Để làm tốt công việc, phải cần có sự chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt như chất đốt và các loại thực phẩm nấu ăn. Khi cô bác người ta đem đến ủng hộ thì tôi đem vô kho để giữ lại để chi sức cho anh em nấu hàng tuần.
mỗi nửa tháng, các thành viên trong tổ lại tổ chức đi đốn củi khi được các nhà hảo tâm hiến tặng, mang về phơi khô, dự trữ trong kho, làm sao để đảm bảo đủ chất đốt trong quá trình chế biến. Đầu tiên thì gặp rất nhiều khó khăn, cho nên trong ban anh em đã hùng vốn nhau, mỗi người mùa giải lúa phục vụ cho bệnh nhân. Thì bước đầu thì chỉ phục vụ cơm cháo, và dần dần thì được sự cho phép của chính quyền cũng như chữ thập đỏ huyện Tháp Mười cho phép ban đi đứng ra để vận động, gây nguồn quỹ vận động, chỉ đủ phục vụ cơm cháo thôi. Rồi dần dần tổ cũng có được số nguồn quỹ, cho nên cũng có xây dựng thêm các mặt như xây dựng trại hợp để phục vụ cho bệnh nhân nghèo đã qua đời. Và sau đó thì tổ cũng có mỗi năm cũng có số quỹ trích ra để các nhà tình thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các nhà tình thương mỗi năm thì cách khoảng 4 căn theo cái nguồn quỹ hiện có. Ngày thành lập đầu tiên thì ngày 16 tháng 3 âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 4 dương lịch năm 96. Đến năm 2005 thì bệnh viện xây dựng, cho nên chúng tôi buộc chúng tôi phải di dời qua phía dưới phía đông. Lúc đó cái tổ thì chỉ phục vụ bằng chất đốt thì bằng cháu, nên vận động thì cũng rất khó. Dần dần làm cũng khoảng 10 năm cho đến năm 2014 thì cũng bệnh viện cũng đã xây dựng được tiếp tục, cho nên buộc cái tổ chúng tôi phải di dời một lần nữa về chất đốt, thì tiến hành làm tiếp tục làm bằng một cái nồi áp suất để bảo đảm cái phần vệ sinh, cho nên chúng tôi làm cái lò áp suất khoảng 130 mấy triệu. Thì hiện giờ thì đang phục vụ bằng cái lò áp suất, chỉ nấu một chỗ mà phục vụ cho 3-4 chỗ lò nước là suốt ngày luôn. Về cái nguồn quỹ phục vụ cũng tạm ổn định, cho nên tổ chúng tôi không còn đi vận động của ở bên ngoài nữa, mà tự động nhà mạnh thường quân ta thấy được ta tự động đem đến. Rồi lúc trước thì chúng tôi từ cháu mình chuyển đổi qua tuổi thì kiểu ngày xưa là dẫn cái lò mình xây bằng gạch á, cho nên về cái chất đốt là rất cao. Mình ở đây thì nhân lực thì cũng hơi kém, không có đủ khả năng để đi kiếm củi, cho nên chúng tôi chuyển đổi lại cái lò đốt áp suất này thì nó rất an toàn, và về cái vệ sinh là nó rất tốt, cho nên trên lãnh đạo bệnh viện cũng rất quan tâm. Lúc trước chúng tôi chuẩn bằng cái lò xây bằng gạch, mỗi một ngày thì khoảng 4-5 thước củi mới phục vụ đủ. Tại vì cái lò lúc trước thì nấu mỗi nồi cơm mà một cái bếp riêng, nấu thức ăn bằng một cái gương nấu nước có riêng, cho nên một ngày thì dựng tới 3 cái lò, cho nên rất hao tổn là 3 cái lò áp suất này. Chất đốt thì nó rất giảm, mỗi một ngày trung bình khoảng 2 mét thì giảm khoảng 50-60% đối với cái lò lúc trước. Với cái lò áp suất này thì dựng một chỗ mà phục vụ được tới 4-5 chỗ, chuyển cái hơi áp suất qua cái nồi nấu ăn, rồi cái nồi nấu cháo, rồi cái thùng nước và cái nồi nấu cơm thì nó tiện lợi rất đạt theo cái ý muốn của mình. Vào lúc 15 giờ hàng ngày, tổ phải đi vận động rau củ tại chợ Tháp Mười. Tuy nói thế, chứ mỗi khi thấy các anh em từ thiện đi tới, các cô bác mua bán hàng bông đã tình nguyện mang tặng để mang về chế biến. Và cứ thế, cứ xoay tròn như một vòng quay nghĩa tình đã hơn 20 mấy năm qua không hề mệt mỏi. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân.